Hello everyone and welcome to Listen and Speak Vietnamese with Southern Accent. You've been learning Vietnamese for a long time. You can understand very well conversations from audios or videos in your Vietnamese classes. But when you watch Vietnamese movies, you couldn't understand what the actors or actress were saying. Or one day, you traveled in Vietnam, Ho Chi Minh City for example. You were surprised that sometimes you couldn't understand simple sentences and the words they used were strange. Then you felt disappointed and realized that the Vietnamese language in the books was very different from the Vietnamese in the street. Because in everyday conversations, Vietnamese people use sentences and words very different from what's written in the textbooks you are learning. And they also speak faster. That's why sometimes you didn't understand the sentences they used every day. So don't worry, this video is created for you. Helps you can hear Vietnamese and speak Vietnamese naturally. Hello, chào anh Nam, anh khỏe không? À, chào anh Bình, cũng bình thường. Lâu quá không gặp, anh đang ở đâu vậy? Tôi đang ở nhà, mùa này ở đây nóng quá trời. Tôi tính đi Đà Lạt chơi. Chừng nào anh đi vậy? Tuần tới. Anh sẽ ở đó mấy bữa? Tôi sẽ ở đó mấy bữa thôi, chừng 3 bữa. Lúc này cũng bận, không có nhiều thời gian. Anh đi với ai vậy? Tôi đi với vợ, với hai đứa nhỏ. Ủa, ba má anh không đi với anh hả? Ba má tôi không có thích đi Đà Lạt đâu. Tụi tôi thuyết phục dữ lắm mà ba má tôi cũng không chịu đi. Ông bà không thích thời tiết lạnh. À, chừng nào tụi tôi về, tôi sẽ gặp anh, tặng anh một ít quà Đà Lạt. Alo, chào anh Nam, anh khỏe không? À, chào anh Bình, cũng bình thường. Lâu quá không gặp, anh đang ở đâu vậy? Tôi đang ở nhà, mùa này ở đây nóng quá trời. Tôi tính đi Đà Lạt chơi. Chừng nào anh đi vậy? Tuần tới. Anh sẽ ở đó mấy bữa? Tôi sẽ ở đó mấy bữa thôi, chừng 3 bữa. Lúc này cũng bận, không có nhiều thời gian. Anh đi với ai vậy? Tôi đi với vợ, với hai đứa nhỏ. Ủa, ba má anh không đi với anh hả? Ba má tôi không có thích đi Đà Lạt đâu. Tụi tôi thuyết phục dữ lắm mà ba má tôi cũng không chịu đi. Ông bà không thích thời tiết lạnh. À, chừng nào tụi tôi về, tôi sẽ gặp anh, tặng anh một ít quà Đà Lạt. Alo, chào anh Nam, anh khỏe không? À, chào anh Bình, cũng bình thường. Lâu quá không gặp, anh đang ở đâu vậy? Anh khỏe không is another way to say anh khỏe không. So, không means không. They are used at the end of the sentence to form the yes-no question, and the sentence lâu quá không gặp or lâu quá không gặp means long time no see. The word không is pronounced không or hổng when Vietnamese people speak fast. Actually, không or hổng is easier to pronounce than không for Vietnamese people. The word hông or hổng stands before a verb to form a negative sentence. The verb vậy, placed at the end of a sentence, is used to mark an action currently in progress. For example, anh đi đâu vậy? Anh làm gì vậy? But sometimes the word vậy accompanies a question word. It just emphasizes what we want to ask. For example, bao nhiêu vậy means how much. Remember, most of Vietnamese people in the South don't pronounce vậy, they say vậy instead. Tôi đang ở nhà, mùa này ở đây nóng quá trời. Tôi tính đi Đà Lạt chơi. Chừng nào anh đi vậy? Tuần tới. Tôi or tôi means I, and tụi tôi means we. In the South, Vietnamese people usually use tôi to refer to them in everyday conversation. Nóng quá trời, rất nóng, very hot. Quá trời means very, used in exclamatory sentences. Chừng nào, khi nào, bao giờ means when. Anh sẽ ở đó mấy bữa? Tôi sẽ ở đó mấy bữa thôi, chừng 3 bữa. Lúc này cũng bận, không có nhiều thời gian. It's funny when we hear two words mấy bữa in both question and answer, right? Actually, mấy bữa in the question means how many days. Mấy bữa
in the answer means a few days. Anh đi với ai vậy? Tôi đi với vợ, với hai đứa nhỏ. Dí or dưới means with. Ủa? Ba má anh không đi với anh hả? Ba má tôi không có thích đi Đà Lạt đâu. Tụi tôi thuyết phục dữ lắm mà ba má tôi cũng không chịu đi. Ông bà không thích thời tiết lạnh. À, chừng nào tụi tôi về, tôi sẽ gặp anh, tặng anh một ít quà Đà Lạt. The word or starts the sentence to express a surprise. Hổng, đâu, used to emphasize the negation. Dữ lắm, or nhiều lắm, or very much. Hổng chịu means don't want, don't agree.